trở lại với kênh video của điện máy 3G. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm lò quay vịt kính vuông mang danh hiệu CI206 do công ty điện máy 3G phân phối tại Việt Nam. Chiếc lò này rất thích hợp cho các nhà hàng, cửa hàng kinh doanh đồ ăn. Với chiếc lò này chúng ta sử dụng hoàn toàn bằng điện, lò dùng điện 3 pha hoặc 1 pha thuận tiện cho người sử dụng. Nhiệt độ của lò từ 150 đến 250 độ C. Công suất của lò là 6,8 kW, trọng lượng của lò là 40 kg, thời gian nướng một mẻ từ 40 đến 55 phút. Kích thước của lò với chiều dài là 67, rộng là 62 và chiều cao là 158 cm. Lò được thiết kế với 4 bánh xe cao su giúp việc di chuyển lò dễ dàng. Hệ thống ánh sáng của lò được trang bị bóng đèn 500W. Các bạn có thể quan sát bóng đèn rất sáng. Và hệ thống trục xoay giúp cho sản phẩm khi xoay sẽ chín đều hơn mà không cần trở sản phẩm. Lò được thiết kế với dàn nhiệt trải dài từ trên xuống dưới, giúp nhiệt tỏa đều trong quá trình quay nướng. Khi nướng, chúng ta sẽ bật cả hai núm điều khiển lên. Nhờ vào núm điều khiển nhiệt độ này nên chúng ta dễ dàng điều chỉnh mức nhiệt chúng ta mong muốn. Khi quay nướng xong, chúng ta tắt một dàn nhiệt quay nướng phía trên để giữ ấm sản phẩm. Với những tính năng này, theo tôi, đây là một sản phẩm rất hữu ích cho quá trình quay nướng của các bạn. Vừa rồi, tôi đã giới thiệu tổng quan về chiếc lò quay vịt kính vuông mang danh hiệu CI206 do công ty điện máy 3G phân phối tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn truy cập vào trang web điệnmay3g.vn hoặc số hotline 0973 110295 để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ. Các bạn nhớ like và đăng ký theo dõi kênh video của Điện Máy 3G. Cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi.